Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy trơn như, tư duy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy trơn như, chẳng tư duy pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy thánh đế khổ, tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy thánh đế khổ, chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy bốn tịnh lự, tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn tịnh lự, chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy tám giải thoát, tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu đầy đủ các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tám giải thoát, chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc, vô sắc giới, thì có khả năng tu đầy đủ các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp.